rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Bát nha. Vâng, hôm nay đồng hồ Dương Bát tôi review giới thiệu với anh em một số mẫu đồng hồ nữ của thương hiệu Khuê Lúc đến từ Pháp đấy, anh em này. Đây, Paris Pháp này. Đây, Paris này. Đây, con tháp Eiffel này. Đấy, trên hộp có luôn. Đây là một thương hiệu đồng hồ nữ rất là tuyệt vời dành cho chị em. Có rất nhiều kiểu dáng đây. Mẫu mã kiểu dáng màu sắc khác nhau. Đó, bao đẹp, bao chính hãng, bao rẻ cho anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ở đây anh em nhé. Vâng, nó có rất nhiều mẫu khác nhau. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem những mẫu đang có tại đây. Để anh em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với giờ bắt chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Rất là đẹp luôn, ok. Rồi, tiên này anh em này, đây là một đôi rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn này, thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Vâng, đôi này có hai màu đây. Em này thì là màu trắng bạc này, mặt khảm sa cư. Vâng, em này là đờ mi trắng vàng, mặt khảm sa cư. Đấy, có những họa tiết hoa văn rất là đẹp này. Đấy, cọc số thì vừa điểm La Mã này. Đấy, vừa điểm hạt dưa rất là nổi này. Đấy, rất là đẹp luôn ở mẫu đồng hồ này. Đấy, phần dây cũng rất là đẹp này anh em này. Đấy, đều có logo của Khuê Lúc này. Tất cả đều là chính hãng anh em nhé, bảo đảm cho anh em 100% chính hãng. Với lúc này thì cũng ít đơn vị bán lắm anh em ạ. Được phân phối bởi Tân Hải Minh. Vâng, nhà phân phối đồng hồ thương hiệu OGN, Khuê Lúc này tại Việt Nam luôn. Vâng, mã của em nó đây. Và có giá là 2.390.000. Đó. Đôi này thì giá là 2.390.000 hết. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Size mặt của em này thì cũng khoảng tầm 32 anh em ạ. 32 nhá. Dành cho anh em là có cổ tay to một chút thì đeo mẫu đôi đồng hồ này rất là đẹp. Thì hôm nay thì tôi quay cả tủ cho nên là tôi cũng quay nhanh thôi để cho anh em có thể tham khảo. Rồi, ta sẽ sang một đôi thứ hai. Đây, trên tay tôi là một đôi đồng hồ cũng thương hiệu Khuê Lúc rất là yêu này. Ở mẫu đồng hồ này thì tôi cũng có video về mẫu đồng hồ này rồi. Thì anh em có thể xem ở trên kênh. Thì đây là một đôi đồng hồ mà tôi có đánh giá là cái phần dây được thiết kế rất là đẹp anh em ạ. Phần dây được thiết kế những cái hạt bi này. Đấy, hạt chấm bi rất là đẹp luôn này. Rất là lạ mắt luôn. Này, anh em này. Đó, khóa đây, khóa gai. Khóa đây. Đó, thì em này thì cũng mặt được khảm sa cư này. Đấy, mặt khảm sa cư. Cọc số được đính những viên đá lấp lánh luôn. Đó. Thì thường Khuê Lúc được đính những đá gì anh em có biết không? Đây, tôi cho anh em xem luôn. Thường Khuê Lúc là được đính đá này. Ép qua dốc kỳ này. Đây. Được đính cái loại đá này. Đây là cái biển chứng nhận của thương hiệu đây. Đó. Đây, rất là đẹp anh em ạ. Vâng, mẫu đồng hồ này mặt số cũng rơi vào khoảng 3233 gì đó. 3233 gì đó. Hôm nay tôi quay nhanh thì tôi cũng quay qua để cho anh em có thể xem. Đấy, rất là đẹp dành cho chị em. Giá của mẫu đồng hồ này thì cũng hợp lý thôi. Toàn tầm hơn 2 triệu một chút anh em ạ. Đây, giá của em nó thì có 2.620.000 thôi anh em ạ. Quá rẻ. Rất là rẻ luôn. Đấy, hai em này thì đều có giá ngang ngang nhau thôi. Đều là có tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 gì đó thôi anh em nhé. Rồi, ta sẽ sang một mẫu khác nào. Đây là một mẫu rất là đẹp anh em ạ. Này, đây là một mẫu cũng thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Mặt khảm sa cư này. Trên mặt số là có logo của Khuê Lúc này. Và có những vạch số rất to bản. Làm nổi bật cái mặt dial này lên. Ngoài ra viền benzen được tính những viên đá này. Và được tạo những cái chấm bi ở cái viền benzen này cũng rất là nổi bật này, rất là hay luôn anh em nhé. Phần gối dây thiết kế rất là yêu luôn, rất là yêu luôn, rất là đẹp ở mẫu đồng hồ này. Size mặt cũng khoảng tầm 34-35 anh em ạ. Đây, giá của em nó này. Đây, giá của em nó là 3.780.000 anh em nhé. Giá là 3.780.000. Mẫu đồng hồ tuyệt vời này. Viền benzen được đính những viên đá là đá sa SK Jockey đây. Đấy, SK Jockey. Thì anh em cũng biết rồi, SK Jockey này nó chỉ đứng sau kim cương thôi. Về cái độ quý hiếm nhưng có độ cứng của em nó. Rồi, sang một mẫu đồng hồ khác. Thì đây, đây là một chiếc đồng hồ cũng rất là yêu anh em ạ. Đây, tôi cũng chưa bỏ ra khỏi cống này. Đây anh em này, rất là yêu và rất là đẹp luôn. Chị em nào thích cái dây đồng hồ mà nó nhỏ ấy. Đây, nó nhỏ chỉ khoảng tầm 80 ly đây anh em nhé. Dây này, bề rộng rất là nhỏ.
Chị em là thích cái dây nhỏ thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ không nên bỏ qua rồi. Đấy. Cọc số cũng được điểm những viên đá này. Và mặt được khảm sa cư. Rất là đẹp luôn. Đây, nguyên đai nguyên kiện chúng tôi còn chưa cho chạy đây. Nguyên đai nguyên kiện từ hãng luôn. Giá của em này thì là 2.250.000 anh em nhé. Giá rất là hợp lý luôn. Để cho chị em đeo được một chiếc đồng hồ chính hãng. Long lanh như thế này. Rồi, sang đến một đôi đồng hồ tiếp theo nè. Đây, đây cũng có một đôi cho chị em lựa chọn này. À, rất là đẹp đúng không ạ? Ở đôi đồng hồ này thì là phần dây được đính đá này. Dây được đính đá. Mặt số thì khảm sa cư này. Và cọc số là những hạt dưa rất là đẹp. Cọc số 12 giờ được điểm một viên đá tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Rất là xinh luôn. Đấy, mẫu đồng hồ này thì size mặt cũng khoảng tầm 32-35 gì đó. Cũng nói luôn với chị em rằng thương hiệu đồng hồ Phaelux thì thường nó thiết kế mặt số khá to. Đấy, dành cho chị em nào có cổ tay to một chút, thích đeo to bản một chút thì chọn thương hiệu Phaelux này để đeo thì tôi nghĩ là quá hợp lý rồi. Rất là hợp lý luôn chị em ạ. Rất là đẹp luôn. Rồi tôi xem giá của em nó sẽ là bao nhiêu nào. Đây. Có mã của em nó đây. FL1100861 đây. Giá là 2.590.000. À giá là 2.550.000 anh chị em nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy chị em nào thích màu vàng thì đeo màu vàng. Nè. Thích màu bạc thì đeo màu bạc. Hai em đều đẹp như nhau. Rồi sang một mẫu đồng hồ khác này. Thì đây cũng là có một đôi luôn cho chị em lựa chọn này. Rồi đây là một đôi rất là đẹp luôn. Chị em nào mà thích đeo dây lưới. Đấy dây lưới thì đây là một đôi rất là đẹp luôn. Vâng, size mặt của em này thì rơi vào khoảng tầm 28-30 gì đó thôi. Nhỏ hơn những mẫu trước. Được thiết kế này, viền bén gẽn được điểm đá này. Số 12 giờ được điểm một viên đá quý này. Để làm điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Hai phần gối dây thiết kế rất là đẹp này. Rất là lạ luôn. Rất là lạ mắt luôn. Độ dày thì cũng khoảng tầm 7-8 mm. Đây phần khóa của em nó đây. Đấy, khóa này. Đấy, khóa gài. Rồi, giá của em nó là rẻ. Vô cùng hạt rẻ luôn. Có 1.710.000 thôi chị em ạ. Quá rẻ luôn. Đây cũng vậy thôi. Giá cũng rất là hợp lý cho chị em lựa chọn. Đeo một chiếc đồng hồ chính hãng nhé. Em nào muốn đeo dây da thì ở đây hiện tại chúng tôi cũng đang có rất nhiều mẫu dây da đây. Đây, có 3 mẫu dây da cho chị em lựa chọn. Thì dây da ở đây được thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Thương hiệu Phaelux này thì nó có một cái thiết kế nó lạ mắt hơn so với những thương hiệu khác anh chị em ạ. Kính của em này thì là chém cạnh này. Đó. Dây da này. Đấy, chất liệu là dây vỏ là thép 316L. Đấy, dây da. Giá thì cũng hợp lý thôi. Toàn tầm hơn 2 triệu một chút. Đây, giá là có hạng 1.910.000 thôi chị em ạ. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ thế này. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ tuyệt vời. Như thế này được. Đấy, còn mẫu đồng hồ này thì giá cũng hợp lý đây. Là 2.290.000 chị em nhé. Này, thiết kế đẹp chưa? Sang chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Size mặt của em này khoảng tầm 32-34 gì đó. Rất phù hợp với chị em luôn. Gần như ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ. Mẫu đồng hồ dây da này. Mặt số là được thiết kế là gồm chức năng lịch ngày này, lịch thứ này, vòng 24 giờ. Cho chị em nào đeo văn phòng rất là phù hợp luôn. Đây, có tem sắt thực chính hãng cho chị em đây. Đấy, ví dụ mình mua, mình bảo cái đồng hồ này không chính hãng thì mình có thể cào cái lớp này ra. Và mình gửi tin nhắn theo cú pháp này. Thì sẽ xác thực được là mẫu đồng hồ này có phải chính hãng hay không anh chị em nhé. Đây, có nhà nhập khẩu này. 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội đây. Hướng dẫn sử dụng đầy đủ các thứ cho chị em. Đã mua đồng hồ tại The Watch chúng tôi thì chị em yên tâm đi, không phải lo lắng gì về hàng nhái hay giả đây. Vâng, giá của mẫu đồng hồ này thì cũng rất là hợp lý này. 2.410.000 thôi. Cũng rất là rẻ luôn chị em ạ. Vâng, size mặt của em này thì cũng khoảng tầm 34 chị em nhé. Đấy, 34. Để dành cho chị em nào có cổ tay to một chút, thích mẫu đồng hồ to to một chút thì tôi nghĩ là lựa chọn Phaelux này. Rồi, xong. Đây là một đôi cũng rất là yêu luôn chị em ạ. Này. Vâng, giới thiết kế rất là thời trang và trẻ trung luôn. Đấy, phần viền benzen này thì được đính những viên đá này, tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Ngoài ra thì mặt số được xẻ quạt này, và điểm những viên đá quý rất là nổi bật, cực kỳ là sang luôn. Mà giá cả thì cũng tầm tầm 2 triệu hơn 2 triệu một chút thì khỏi phải nghĩ thôi. Giá cả thì quá rẻ rồi. Một chiếc đồng hồ chính hãng mà có giá hơn 2 triệu thì anh chị em nên mua chứ không phải lăn tăn gì nhiều. Đây, tôi cho chị em xem giá này.
Đây, giá của em đó là có 2 triệu 310 nghìn thôi. Quá rẻ luôn. Đây là các thông số nằm ở trong cái tag này. Đây, chị em này, đầy đủ luôn. Thông số kỹ thuật cho mẫu đồng hồ như này. Đấy, tem xác thực chính phủ đây. Đây, mẫu màu bạc này cũng vậy thôi. Giá là 2 triệu 290 nghìn. Quá rẻ, anh chị em ạ. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Một mẫu đồng hồ khác. Đây chị em này, trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây vỏ là mạ vàng hồng, rất là nổi bật, cọc số La Mã kết hợp với đá, rất là đẹp luôn. Đây phần dây này rất là nổi bật luôn. Giá của em nó nè có 2 triệu 410 nghìn thôi chị em nhé, rất là hợp lý luôn. Rồi ta sẽ sang một mẫu khác. Đây trước mắt chị em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là yêu này, còn gối dây được đính đá này, đấy, lấp lánh luôn này. Ngoài ra thì cọc số này được những viên đá rất là nổi bật, mà cọc số 12 giờ và 6 giờ là số La Mã, thiết kế là rất là đẹp luôn. Này tất cả nó đều nguyên siêu nhé, nguyên giấy bóng cho nên là tôi không bóc ra, nếu bóc ra thì nó rất là long lanh luôn. Đấy sai mặt của em nó thì khoảng tầm 32. Đánh giá của em nó đây cho chị em xem luôn, 2 triệu 450 nghìn thôi, quá rẻ cho một chiếc đồng hồ như này đó. Vâng, đang định quay video hết tủ đồng hồ Facebook này cho chị em xem, nhưng mà đã đến thời gian đóng cửa rồi, cho nên tôi sẽ hẹn anh em ở một video clip sau nhé. Rồi, anh chị em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với giờ quát chúng tôi để sở hữu em nó. Vâng, anh chị em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giờ quát chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt nhé.